chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thảo Song Hương. Hôm nay chương video ngày hôm nay thì em muốn gửi đến anh chị và các bạn báo giá tổng thể của tất cả chương trình khuyến mại của dòng xe Ford bán tải đang được cung cấp tại thị trường Việt Nam, cũng như chính sách của đại lý Thăng Long Ford bên em. Đứng bên cạnh em đây là chiếc xe Ford Ranger XUS AT, một trong những mẫu xe mà được bán chạy nhất với giá chỉ hơn 600 triệu đồng. Nhưng điểm nhấn mạnh là em muốn gửi đến anh chị và các bạn chiếc xe đầu tiên, đó là báo giá của dòng Ford Ranger Raptor. Xe thì đang hiện tại bọn em đang có hai cái model để anh chị lựa chọn, đó là 2019 và 2020. Với chính sách khuyến mại giảm giá của hai model thì sẽ khác nhau. Đối với bản 2020 thì bọn em đang hỗ trợ quý khách hàng là 20 triệu. Còn đối với bản 2019 thì bọn em đang hỗ trợ giảm giá đến 40 triệu đồng và tặng thêm kèm theo phụ kiện. Còn gói phụ kiện thì như nào thì anh chị hãy gọi theo số hotline trên màn hình để bên em tư vấn cho anh chị. Bởi vì phụ kiện thì rất nhiều anh chị có thể lựa chọn theo cái độ lên cái dòng xe yêu thích của mình. Tiếp theo đó là phiên bản Ford Ranger Wildtrak 2.0 Biturbo với giá niêm yết là 918 triệu đồng. Hiện tại thì sản phẩm của dòng xe Ranger Wildtrak thì cũng có hai model để cho quý anh chị lựa chọn để tầm tiền anh chị cân đối, đó là model của 2019 và 2020. Điểm khác biệt giữa 19 và 20 thì chỉ là năm sản xuất và một số cái, còn model thì như nhau, từ hệ thống đèn hay là cổng, thêm một cái cổng sạc ở trên chân kính nữa. Với giá hỗ trợ của bản Wildtrak 2019 và bản Wildtrak 2020 trên nhau tương đương tầm khoảng 40 đến 50 triệu đồng. Anh chị nhu cầu thì em mong muốn anh chị hãy gọi theo số hotline trên màn hình để bên em tư vấn cho anh chị nhé. Tiếp theo thì em muốn gửi đến anh chị và các bạn đến Ford Ranger phiên bản một cầu số tự động với giá niêm yết là 650 triệu đồng. Và bản một cầu số sàn với giá là 630 triệu đồng. Bản một cầu số sàn với giá 630 triệu đồng, hiện tại tháng trước bọn em chưa có model 2020, nhưng ở trong tháng 6 thì xe đã về với năm sản xuất là 2020. Về giá thì hiện tại đại lý bên em đang hỗ trợ gói phụ kiện cũng như tiền mặt lên đến 30 triệu đồng. Còn bản Ranger một cầu số tự động thì gói hỗ trợ của bên em đang là 690 triệu đồng, thì anh chị sẽ có lót thùng ghế da, tấn kính thể sàn. Còn quý anh chị là không có nhu cầu về phụ kiện thì anh chị có thể lựa chọn gói là 675 triệu đồng, thì bao gồm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, giá trị xe và cũng như phụ kiện là tấn kính thể sàn hay lót thùng. Và điểm đặc biệt cuối cùng là Ford Ranger XL với giá niêm yết là 616 triệu đồng. Ở những cái tháng trước, từ tháng 3 đến tháng 4, tháng 5, bọn em đều không có model 2019, nhưng bắt đầu tháng 6 thì XL đã có xe của 2020 và với giá niêm yết là vẫn là 616 triệu đồng như cũ, nhưng với giá, với gói hỗ trợ của bên em hiện tại lên đến 50 triệu đồng cho quý vị anh chị lựa chọn, đó là giảm giá 40 triệu và cũng kèm theo phụ kiện anh chị có thể muốn độ lên chiếc xe yêu thích của mình như lót thùng, ghế da, kính sàn. Ngoài ra thì chương trình hiện tại bên em đang có rất nhiều mẫu xe đã về đến đại lý. Rất mong muốn anh chị và các bạn quan tâm đến dòng xe Ford bán tải thì hãy đến với đại lý Ford Thăng Long và gọi điện theo số online trên màn hình bên em nhé. Em cũng chia sẻ với anh chị và các bạn rằng là cái báo giá vừa rồi là bọn em sẽ báo giá chung. Hiện tại thì đại lý bên em có những cái phiên bản như Ranger XLT hay là bản Ranger Limited 2.0, bọn em hiện tại thì hãng chưa có lịch xe về, dự kiến về tầm khoảng tháng 8, tháng 9 vì ảnh hưởng của dịch Covid cũng như các nhà máy ở bên Mỹ và Ấn Độ chưa hoạt động trở lại. Nên quý anh chị yêu thích dòng xe Ford thì ủng hộ cho bên em. Tiếp theo thì em muốn gửi đến anh chị và các bạn cái chi phí, tổng chi phí mà khách hàng rất quan tâm. Đối với một chiếc xe bán tải thì cần chuẩn bị những cái gì? Đó là anh chị chuẩn bị cho bên em cái tính thuế. Đối với Hà Nội thì hoặc thành phố lớn thì anh chị cứ xác định là 7,2% đối với tính thuế nhân với giá niêm yết và cộng với 500.000 tiền biển. Phí đường bộ đối với xe bán tải là 180.000 một tháng, phí đăng kiểm 340.000 và cũng các chi phí khác. Đều có hóa đơn chứng từ đến quý vị và anh chị. Còn bảo hiểm thân vỏ một năm trung bình một xe rơi vào tầm khoảng 10 triệu đồng. Anh chị có thể lựa chọn là bảo hiểm Liberty, Dầu Khí, Bảo Việt, Bizico áp dụng trên toàn quốc, hoặc là anh chị có thể đưa vào xưởng của bên em để làm. Điểm nhấn mạnh thứ ba của video ngày hôm nay đó là
anh chị và các bạn muốn nhu cầu vay qua ngân hàng thì anh chị cần chuẩn bị những cái gì? Hiện tại thì đại lý bên em đang liên kết với rất nhiều ngân hàng cho quý anh chị lựa chọn. Ví dụ như Shinhan, Vietcombank, Tiên Phong Bank, VIB. Và được áp dụng đối với trên toàn quốc với giá, với lãi suất đang rất ưu đãi cho quý khách hàng lựa chọn là gói lãi suất 1 năm, 2 năm cố định, 2, 3 năm và thời gian vay đến 5 năm hay 8 năm. Anh chị chỉ cần chuẩn bị cho bên em là 20% đối ứng hoặc là thời gian vay đến 8 năm. Anh chị đối với dòng xe bán tải thì đang vay được là 75% giá trị xe. Anh chị cần nhu cầu như thế nào thì anh chị hãy gọi theo số hotline trên màn hình. Còn về hồ sơ thủ tục đối với khách hàng vay ngân doanh nghiệp thì anh chị cần chuẩn bị cho bên em ví dụ như là báo cáo thuế này, rồi là chứng minh thư của tổng giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị và báo cáo các hoạt động hóa đơn đầu ra đầu vào của những tháng gần nhất. Còn đối với khách hàng cá nhân thì anh chị chuẩn bị cho em là chứng minh thư, sổ khẩu hai vợ chồng đăng ký kết hôn và sau kê bảng lương 3 tháng hay 6 tháng gần nhất. Đối với những anh chị mà mình không chứng minh bảng lương thì anh chị nếu mà tự kinh doanh thì anh chị những cái đấy thì anh chị liên hệ với bên sale hoặc là ngân hàng để họ hướng dẫn cho anh chị. Vâng, em xin cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi cái video của ngày hôm nay nhóm bên em. Em cũng muốn chia sẻ lại với anh chị rằng là báo giá của ngày hôm nay là bên em muốn gửi đến anh chị và các bạn chi tiết báo giá cũng như là khuyến mại giảm giá của đại lý đang hỗ trợ cho quý khách hàng. Hiện tại thì tất cả các sản phẩm xe Ford bán tải của bên em đã về đến đại lý và có thể giao ngay. Anh chị rất mong anh chị ủng hộ cho nhóm bên em. Anh chị hãy gọi, chia sẻ, kết bạn Zalo để ủng hộ cho bên em để bên em có thể ngày càng hoàn thiện cái video của mình hơn. Em xin trân trọng cảm ơn anh chị một lần nữa.